Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đã ra con sông gần nhà, mình đã mò được khá là nhiều chai. Và bây giờ mình sẽ làm một món ăn với những chú chai này nhé. Let's go. Mình lội xuống đây để mình rửa chân tay, xong rồi mình sẽ rửa những chú chai này các bạn ạ, cho sạch nhé. Mình đã rửa xong chai rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mang đi nướng. Ok, bây giờ mình sẽ để chai ở đây. Bây giờ mình sẽ đi kiếm củi để mình nướng chai nhé mọi người. Ngắm hoa thật lửa. Mình đã nhóm củi rồi, bây giờ chúng ta đợi củi cháy hồng nữa thì bắt đầu mình sẽ cho chai vào nướng. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cái vỉ và chanh, ớt và ít bột canh mì chính để làm nước chấm. Trong lúc chờ đợi củi cháy thành than thì mình sẽ ra đây, mình sẽ chuẩn bị gia vị để chút nữa mình sẽ chấm ăn kèm với chai nhé. Mình sẽ cho ớt vào trước, sau đó mình sẽ đổ bột canh mì chính vào, mình dã chung vào với nhau nhé. Dạ. Bây giờ mình sẽ dã. Vỉ này mình sẽ đặt được 3 con chai. Bây giờ mình sẽ đặt lên bếp. Sẽ bắt đầu há miệng các bạn ạ. Mình sẽ tiếp lửa. Ở đây các bạn có đã nhìn thấy thì con chai này đã mở miệng. Mở miệng thì có nghĩa là chai đã chín rồi. Mình sẽ để trong 2 phút để cho chai có thể chín kỹ hơn. Bây giờ mình sẽ bỏ ra. Wow, con này vàng sụn các bạn ạ. Mình sẽ chai đã mở miệng, mùi thơm đã bốc lên. Thực sự là quá hấp dẫn các bạn ạ.
mình thấy chai đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra đây. Đó. Đó. Bây giờ mình sẽ mở con chai ra. Mình đã nướng xong, chín hết rồi. Bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức cùng mình nhé. Mình mời mọi người cùng thưởng thức nha. Bây giờ mình sẽ chấm nước chấm.